xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Hôm nay là nói về giá trị chữ số 5 trong số thập phân. Trong số thập phân thì mình lấy ví dụ nha các bạn. Ví dụ 3, 2, 45, thì đây được gọi là số thập phân. Số thập phân thì các bạn nhìn vô, các bạn để ý nè, số thập phân là số ở đó sẽ xuất hiện cái dấu phẩy, được chưa ạ? Nhận biết thứ nhất. Thứ hai, gồm có hai phần trước dấu phẩy, người ta gọi là phần nguyên. Sau cái dấu phẩy là bên phải nè, người ta gọi là phần thập phân, được chưa ạ? Thì phần nguyên thì các bạn từ phải sang trái các bạn làm bình thường, gồm có hàng đơn vị nè, bắt đầu hàng đơn vị nè, đơn vị tiếp tục hàng chục, tiếp tục như vậy sẽ là hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, được chưa? Còn phần thập phân thì cái số nè cũng từ trái sang phải, thì cái số 4 này gọi là phần chục nha các bạn, không có phần đơn vị nha các bạn, cẩn thận giúp, phần chục, và tiếp tục như vậy, phần chục rồi tới phần trăm rồi tới phần nghìn, phần chục nghìn, phần trăm nghìn, phần triệu, vân vân và phần vân. Vậy phần thập phân không có phần đơn vị, bắt đầu từ phần chục, được chưa? Rồi tiếp theo, người ta hỏi rằng giá trị số 5 thì thứ nhất các bạn phải nhìn vào số 5. Nếu hỏi về phần thì đây thuộc về phần gì ạ? Phần trăm. Nếu người ta hỏi số đó được viết lại như sau thì các bạn viết là 32,45 giúp lại chứ. Rồi, thì chữ số mình phải ghi là giá trị là sửa nha. Giá trị chữ số 5 là, thì các bạn giữ lại số 5, còn những số khác các bạn đổi thành số 0. Vậy nè, bắt đầu đổi nè, 3 đổi thành 0 nè, 2 đổi thành 0 nè, phẩy 4 đổi thành 0 nè, 5 viết lại. Thì trước dấu phẩy hai số 0 các bạn lượt đi một số, vậy là ra là 0,005, được chưa? Ví dụ là một lần nữa nha, 27,1905. Rồi, giá trị của chữ số 5 là tương tự những cái số nào không phải là số 5 các bạn lượt bỏ hết, bằng thay bằng số 0 nè, 0, tiếp tục 0,005. Rồi, trước dấu phẩy hai số 0 các bạn lượt bỏ một số, ok chưa ạ? Rồi tương tự 27,9,1506. Rồi các bạn hãy tìm giá trị của số 5 giúp lợ, trừ số 5 giúp lợ nha. Để mình làm luôn đi. 5 là tương tự nè, 5 thì giữ lại nè, 0,005. Các bạn đếm nè, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3, 1, 2, xin lỗi đây số 0 nha. Rồi, thì số 0 trước dấu phẩy các bạn lượt bớt hai số, số 0 sau cái phần nguyên nè, sau số 5 có hai số 0 các bạn lượt bỏ luôn. Đó, vậy là 0,05. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục, những clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.